Võ Văn Ngân. Đây đường gọi Văn Ngân, nhà thiếu nhi Thủ Đức. Ôi trời cô. Trời ơi, hôm nay đi quay bữa ngon chết đời. Cô nhớ không? Không. Trời ơi, tiếng rau không nhớ hả? Ừ. Nhưng mà tên gì? Không tên Điền. Cô Điền đúng không? Đúng rồi, nhưng mà cậu tên gì? Không tên, không tên Điền luôn. Điền Quân nào? Dạ Điền Quân, bữa làm tiếng rau cho cô đó. À lâu rồi sao? Dạ. Cũng 5-6 tháng rồi. 5-6 tháng rồi, cô khỏe không? Cũng nói như đúng ra cũng đau cuộc sống mà. Rồi mắt giờ nó cũng mờ, là nó không thấy rõ được. Trời. Rất là tình cờ luôn, cô làm tiếng rau 4.0 nè, cô bánh tráng nè. Rồi. Cô bánh tráng ở Thủ Đức mà hôm bữa mình không làm được đó. Dạ con đi quay, con đi tìm cái trung tâm điện máy Nguyễn Kim. À. Ở gần đâu đây nè, nói trên đường này mà không tìm không ra mới. Xong rồi Nguyễn Kim như ở dưới thành phố chứ. Dạ đâu ở đây nè, ở trung tâm điện máy đây có. Rồi cô khỏe không? Rồi cô phải không? Cũng khỏe. Rồi tiếng rau 4.0 nội ơi. Mắt mờ quá nên cậu thành ra không thấy rõ. Rồi cô còn nhớ con không? Điền Quân nhớ chú nhớ, cô nhớ không? Rồi để con tìm nè. Cái tên đó thì trời nhớ. Ơi trời ơi. Điền Quân. Cái gì Calamen hay gì đó. Calamen dạ đúng rồi. À đó. Đó. À, trước làm cho để con coi cái tập thứ mấy nha. Trời ơi. Con tính tới con quay mở đầu với cô ở đây thôi chứ đâu có tính là. Trời ơi. Thật nói thôi. Có. Đây. Không thấy rõ đâu. Cô Điền bán bánh tráng trộn đây nè. Thì nói chứ còn không thấy cậu à. Mờ lắm. Đây nè. Đúng không? Đúng hình ảnh hậu trường cụ Điền bán bánh tráng trộn của Thủ Đức không? Trời ơi, nhìn không ra luôn. Đi lên kia nhìn thấy đâu có. Dạ. Dạ. Tôi cũng đâu có nhìn cậu được. Rồi xong hôm bữa mình bán không được cái mình đi về. Mình về cái trời ngay trước cái nhà con bán đó bà cho cô nhớ không? Nhớ. Trước công ty con bán đó. Nhớ. Dạ. Được cậu bán cho được 8.200. Rồi dạ. Cậu cho 3 triệu phải không? Ai cho 3 rồi, triệu? Rồi người ta cho nữa. 14.200. Dạ, tôi đúng rồi, đó. Đó. Cái đợt có được mười mấy triệu đó. À, 14.200. Trời ơi. Cái này là nói thật sự luôn, ngẫu nhiên thật sự luôn á, mình tính lại đây con tính lại mua ủng hộ cho cô, xong ngẩng lên nhìn cô ngẩng lên cái mấy cô nói trời, cụ Điền trong tiếng rau 4.0 này chứ ai đeo đeo đó bây giờ luôn đó. Rồi, rồi giờ còn đông đóng như sao bán? Dạ nhiêu đây hả? Cậu dạ cho bán luôn. Như đây bán từ chứ nào mới hết bán chậm lắm, nhiều khi 5 ký bán 2-3 ngày đó, chứ không phải là như hồi đó cậu mới quay đâu. Dạ. Còn mới quay bán đất mới ngay vậy. Hồi mới quay bán đất mà giờ à. Không quay. Nhưng mà bình thường là bà bình thường hồi trước là cô ngồi đây luôn hay ngồi đâu? Hồi quay tới giờ là ngồi đi luôn, không có đi đâu nữa hết. Ồ, hồi trước thì luôn. Mình hồi trước là tính quay ở đây mà quay không được, đúng không? Xong đúng rồi. Mình mới tính đi ngang qua cái đường hẻm bên kia để quay. Cũng không được luôn. Cuối cùng là về bên cổ công ty của mình để quay. Trời ơi. Cụ Điền tiếng rau 4.0 mà con cô bác ơi. Dạ bữa nay con chuẩn bị con đi quay một cái chương trình khác. Thì con đang đi hỏi đường, ở đây đường Võ Văn Ngân nè mà con không biết nó nằm. Ở đây nó gần cái trung tâm Nguyễn Kim. Anh ơi. Rồi bà con cô bác ra có gì đó ủng hộ cụ Điền nha, ngay chỗ nhà thiếu nhi Thủ Đức ngay đường Võ Văn Ngân nè. Thôi giờ con chắc con chạy nha. Con tính dạ. Để con gửi cho cậu. Đây con gửi biếu cậu 2 triệu nha. Dạ. Cảm ơn cậu nha. Dạ thôi ráng cố gắng nha trời. Rồi cố gắng. Bà con cô bác thân mến, các bạn nào mà có ở khu vực Thủ Đức thì lâu lâu ghé ủng hộ cho cụ Điền đã tham gia chương trình tiếng rau 4.0 của Coleman, cái tập chính xác tập thứ mấy mình quên rồi. Như tập thứ 5. Lúc đó là mình giúp cho cụ coi như là có mười mấy chưa tới 20 triệu đó, nhưng mà cũng gian nan lắm.
lâu đó, trời hôm nay tự nhiên đúng là cái duyên. Không nghĩ là hôm nay nãy mình thấy có một ngõ đường mình chạy từ bên kia xuống, mình thấy có một bà cụ bán bánh tráng, mình tính tới mua bánh tráng trộn cho mấy bạn ở trong công ty, cho ekip thằng kia nó đang chuẩn bị nó quay á, đang chờ tính mua món quà bất ngờ tới. Ai về đã gặp cụ ngồi. Rồi đúng là tôi nói thật sự là đúng là có những cái mà có như có ai nó sắp đặt á chứ mình không hề biết trước luôn. Thương quá. Dạ. Từ đó mà quay quay nãy giờ quay là bán được bán đắt lắm. À lúc mới quay thì bán đắt lắm sao đó dạ. Bà con ta cũng cho gạo cho liên tục được. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi cũng có người cho 5-5 triệu. Dạ. 2 triệu có. Nhưng mà sau này cái bận đi từ dạ. Tới lúc giờ hết dịch cái là người ta ngưng luôn. Dạ. Phải chậm nhưng mà cũng phải ngồi đây. Dạ, ngồi đây người ta dễ biết thôi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, quý vị các bạn nhớ nha, ở ngay trước nhà thiếu nhi quận nhất là cụ Điền đã từng tham gia tiếng rau 4.011. Người ra ủng hộ cho cụ nha. Khán giả nào yêu thương Colorman, các bạn nào gọi là fan của Colorman thì ráng ủng hộ cho cụ nha. Rồi, hôm nay tình cờ mình gặp lại thực sự luôn á. À, thằng kia có mấy ông rap quá trời đã hỏi hỏi đường. Thôi con chạy đi quay để trễ giờ nha. Dạ, hôm nay con ghé thăm cụ nha. Dạ, dạ. Trời ơi. Ủa, ở đây trung tâm Nguyễn Kim nằm đâu anh? Trung tâm điện máy Nguyễn Kim nằm đâu vậy? Ở phía trên đây hả? Ồ. Rồi, hên quá đi tìm ra chỗ rồi. Này giờ là chạy xe ké. Dạ kính thưa quý vị các bạn, chơi chương trình bữa ngon nhớ đời là vậy đó. Rồi kia rồi, kia rồi, rồi luôn ở Thủ Đức này đông ghê luôn á. Có nhà hàng mà có con voi. Ừ thấy nó có con voi bự lắm trước cửa nhà hàng á, không biết. Nhà hàng nào? Nhà hàng này là nhà hàng nào? Nhà hàng này á. Ủa nó có con voi kìa. Thì chắc đúng quá, nó thuốc mình á, mấy đứa nè. Trời ơi. Trời, anh bảo vệ anh nói đâu có nhà hàng nào có con voi đứng đằng trước đâu. Dạ đúng rồi, đâu phải sở thú, đâu có con voi thiệt. Trời ơi, đây là cái quán ăn của quán Trang. Trang Modern Thái Cuisine. Có hình con voi mà nó kêu là có con voi đứng trước nội ơi. Bỏ tay luôn á, thiệt tình. Trời ơi, nhà hàng có nói đại cái nhà hàng có cái tên đi mà đặt nói cái nhà hàng có con voi đứng trước, tôi đi tìm muốn xỉu luôn. Chắc đây quá đại hội gọi điện hỏi phải đúng không? Ở chắc đúng quá, thấy quay phim quá trời chắc đúng rồi còn gì nữa. Dạ anh Điền ơi, hôm nay đây là nhiệm vụ đặc biệt của Điền ngày hôm nay ạ. À. Rồi đây chìa khóa nè, quay nè anh trả nè. Đó. Phần làm phần cái phần dàn dựng muốn choáng luôn. Thử thách đặc biệt á hả? Phải làm cho Quốc Thiên tháo 2 món đồ trên người. Coi chừng Quốc Thiên đang coi livestream mà biết á. Phải làm cho Quốc Thiên tháo 2 món đồ trên người, tức là tháo nhẫn, tháo đồng hồ, tháo di chuyển gì cũng được đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, ta sẽ được nhận được 500 ngàn đúng không? Dạ. Rồi, xuất sắc, ok. Rồi. Dạ kính thưa quý vị. À? Hả? Nhưng anh nếu bị lộ thì sẽ dừng ngay à? À, nếu bị lộ sao bị lộ được? Sao dễ gì biết được? Còn các bạn đó thử thách là bạn gì lại gì? Dạ quý thưa quý vị các bạn thân mến, hôm nay bữa ngon nhớ đời sẽ đi về quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức chứ, và Thủ Đức lên thành phố là xin lỗi, hôm nay là về từ thành phố Hồ Chí Minh mà về tới thành phố Thủ Đức. Ở đây là đường Võ Văn Ngân, đối diện với lại cái xéo xéo với lại trung tâm điện máy Nguyễn Kim. Số địa chỉ số mấy luôn, không cho mình địa chỉ, ác dễ sợ trời. Mà như cái quán này cũng không có địa chỉ luôn á, thiệt tình luôn á.
À, ở đây là 292 đường Võ Văn Ngân. Phường gì cũng biết luôn. 292 đường Võ Văn Ngân. Phường Linh Chiểu hả? Thành phố Thủ Đức. Dạ, 292 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức. Nhà hàng Trang chắc chắn là của Thái, nên có một chú voi, có biểu tượng chú voi. Thế mà các bạn gài cho tôi một cái là kêu là có một con voi đứng trước. Trời ơi. Trời ơi. Cái lâu hả? Dạ. Rồi, mời quý vị các bạn đang xem hậu trường của chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Và ngày hôm nay thì xin giới thiệu quý vị các bạn là có hai khách mời. Đó là bạn Quốc Thiên và bạn Linh Ly. Dạ, đây là bối cảnh quay của Colorman đây đó, rất là bề bộn. Nhưng không sao cả. Bà đặt cho có con voi đứng trước cho làm tôi đi tìm. Không ai mà tìm ra được con voi hết. Nói đại. Nhưng mà trong này nhiều voi lắm, bây giờ anh tha hồ anh đừng voi. Anh đi tới kế bên anh hỏi ông bảo vệ, hỏi có con voi, có cái nhà hàng nào có con voi đứng trước không? Ông vẫn nói không. Xong ông nói giờ ở đây chỉ có một nhà hàng gần đây thôi. Nhưng mà đó, cái hình con voi chứ không phải con voi. À dạ. May quá chứ không, tao chạy lên tuốt kia nữa. Hên quá không, thôi chạy vô sở thú rồi. Rồi, dạ. Bắt đầu quay ha. Dạ vâng. À, chào hai bạn. Ôi. Chào Linh Ly. Dạ vâng. Giọng ải giọng ai? Chào Quốc Thiên. Thôi Thiên thôi khỏi nói. Không, em chưa có tham gia. Ủa chưa tham gia gì? Dạ em chưa tham gia số nào hết ạ. Ủa? Linh Ly chưa tham gia cái show mình mà. À có chương trình khác thôi ạ, không phải là giọng ải giọng ai ạ. Chương trình đâu? À, phiên bản hoàn hảo phải không? Dạ, trời ơi, phiên bản hoàn hảo là cái clip đó một của em. Người đã xa đúng không? Đúng rồi ạ. Trời ơi, lúc đó là cái clip của em view rất là cao luôn á. Vâng ạ. Đúng không? Đúng không? Ở đó Linh Ly hát bài gì? Một thời đã xa. Một thời đã xa hả? Cả họa mi tông nâu ạ. À đúng rồi, đúng rồi. Phiên bản hoàn hảo lúc đó là phiên bản rock nha. Wow. Anh nhầm. Lúc đó là giám khảo là Mỹ Tâm nè. Dạ, vâng ạ. Với anh Nguyễn Phương Thanh với anh Nguyễn Quang Dũng. Dạ đúng rồi. Một thời đã xa. Vâng. Nhưng mà cái bài nào view cao nhất ta? View cao nhất. Em không nhớ lắm. Ồ. Nhìn em khác lắm hả? Vâng, bây giờ em thay đổi rồi nhỉ. Ờ, anh thấy em, ừ thấy em khác thiệt luôn. Anh chào luôn hả? Thôi để Linh Ly hát một bài đã. Wow. Ừ, thôi hát một câu đi. Một thời đã xa, hát nhẹ đi. À, dạ vâng ạ. Thì, thôi vậy đi ha, là quá. Quốc Thiên cười. Của hàng Thái đúng không ạ? Ừ. Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ nên theo phong tục Thái một tí đi. Nhạc, anh nhạc. Rồi. Thì chúng ta sẽ phải ôm chào nhau. Rồi. Anh có thể ôm một cái được không? Được chứ. Dạ. Sao em ôm rồi. Ôi 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 em xin anh. Cảm ơn anh. Sawadika. Dạ, Sawadika. Dạ, anh nữa. Khắp. Anh. Ừ. Rồi, phải làm sao với anh? Dạ. Vâng ạ. Nó ôm xong rồi phải làm sao với anh? Dạ. Hôn. À, cảm ơn tụng. Cảm ơn kha. Cảm ơn kha. Cảm ơn kha. Thôi thì chúng ta sẽ để mở đầu chương trình một cách suôn sẻ. Thì em sẽ hát tặng mọi người một đoạn. Rồi. Khúc mà Điền Quân đã đúng đưa rồi. Em đến với khán giả nhiều hơn. Đúng, rồi. Chính xác. Dạ. Đúng. Em sẽ hát nhá. Một thời đại sao, đúng không? Rồi. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca anh đã viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, giờ thì em chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu rồi lừa trời, nghe từ quá cô gái ra màu là hát luôn á, quá chất luôn. Dạ. Là cũng đúng bài đó luôn đúng không? Dạ vâng ạ, đúng bài này. Nhưng mà qua giọng ca, qua cách xử lý của Linh thì lại rất là màu sắc. Đúng rồi, đúng rồi, nghe rất khác. Nhiều người rất là thích nghe bài hát này. Đúng, đúng. Ảnh hưởng đến phong cách của Linh Ly sau này, thì cái bài đấy cũng là một cái bài rất là nổi tiếng. Mà khi mà em làm lại cái mọi người kiểu như là thích cái style của em luôn, mà người ta là hát theo cách ấy luôn, là hát thêm chữ trong cái điệu khúc. À thế ạ. Cứ vì ngày xưa đi. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca thì bây giờ người ta. Và em biết anh sẽ quên hết
đấy, dạ, thêm vâng. chữ cho nó nghe em nghĩ là nó có nhịp điệu hơn ấy. Hôm nay biên tập hay hay nha, sắp xếp. Hôm nay ba biên tập sắp xếp làm sao mà vô với hai ca sĩ luôn. Ấy, chứ không phải. Ôi, anh Quốc Thiên hát cũng hay lắm. Ừ, anh Quốc Thiên là thôi để cho Linh Ly em và Linh Ly đã hát em không dám hát đâu. Cảm ơn em, cảm ơn em. Không. Anh Quốc Thiên là đoạt giải tiếng hát truyền hình năm mấy này? Không, em làm Việt Nam Idol. Việt Nam Idol, Việt Nam Idol hả chết cha? Bậy thiệt. Từ những năm đầu tiên luôn. Việt Nam Idol năm nào ha? 2008 ạ. 2008. Quy lương thế cơ ấy ạ. Trời ơi, lúc đó là Điền Quân mới khởi nghiệp và hèn chi anh không biết gì hết là phải rồi. Nhưng mà em đã biết anh rất lâu rồi ạ. Ngay từ bé em đã xem những chương trình thời sự và anh mượn Điền. Ồ, vậy là Thiên cũng già lắm rồi đó. Dạ. Chắc năm nay ngoài 30 rồi. Em là 33 rồi. Cái chuyện tuổi tác mình không ngại ạ. Đúng rồi. Cái quan trọng là qua cái tuổi đấy mình có được những gì. Đó, có thêm không Quốc Thiên trải nghiệm như nào anh ạ. Nhưng mà anh thấy càng ngày em càng đẹp ra. Dạ. Cái này anh nói thật luôn, càng ngày giống như là chững chạc anh nhỉ. Đúng rồi, càng ngày nhìn càng phong trần hơn. Dạ. Đó. Ngày xưa là nhìn là nó hơi rồi sao ta? Ngày xưa thư sinh. Thư sinh đúng rồi, thư sinh là Linh Ly từ thế thôi ạ. À? À, vâng, em tính trầm thấm và duyên dáng ngày càng em trở về con người thật và em cảm thấy thoải mái hơn. Thì mọi người sẽ thấy em có nhiều năng lượng hơn. Vui lắm, rất là là một người thú vị. À, nhưng mà thời gian đây anh thấy em có ra sản phẩm gì mới không? Tại vì là em đang làm album nên là cái chuẩn bị nó hơi bị lâu ấy. Chuẩn bị là còn sản phẩm với em. Thực ra thì em cũng có một ca khúc mà trong thời gian vừa qua mọi người cũng yêu thích là bài Buồn Thì Cứ Khóc Đi. Thì ca khúc đấy cũng được mọi người đón nhận. Thì đến tận bây giờ. Thì đó sáng tác rồi. Dạ em sáng tác. Em sáng tác luôn. Wow. Vâng ạ. Với lại Buồn Thì Em Khóc Đi hả? Chưa, anh chưa nghe. Thế thôi em lại tiện thể tặng lại tiện đoạn nhá. Xin mời Buồn Thì Cứ Khóc Đi. Dạ, không, em sẽ hát đặt điểm khúc nghe nhá. Vâng, nhất trí em. À đúng rồi, cho người ta nắm tay cho Linh Ly. Ý anh nói là có mấy khi mà được edit ấy, là thêm vỗ tay to to cho Linh Ly giùm anh. Ơ như nào nhỉ? À đúng rồi, ok. Anh sẽ bè. À đấy, em cũng đang định bản như thế ạ. Bắt đầu anh nhá. Tâm hạ này. Là gió. Ok nhá. Hai và là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Mình quen rồi đây ư thì cứ khóc đi. Khóc đi. Hai chị yêu quá. Bài này rất hot. Hôm nay ba anh em mình tự nhiên sao lại mặc đồ rất đồng điệu nhá. Rất là Thailand. Yeah. Dạ. Em thì không, vẫn Việt Nam lắm anh ạ. Không, nhưng mà không sao, em là sự giao thoa giữa hai người cùng có tông đỏ và hợp lại sẽ ra em. Là hai đứa mình, hai anh em mình kết hợp lại với La Linh Ly. Không, anh em tự nhiên ra màu sắc quá. Đúng. Giống như đang ở Thái vậy đó. Hôm nay vô quán ăn Thái. Tại vì biết trước là quán ăn là của Thái, không thì em đã chọn bộ hoa lá cành rồi. Không, anh thật sự cũng không biết luôn. À vậy ạ? À? Là các bạn chỉ cho anh là một cái clue thôi, một cái manh mối là anh cứ đi tới đường Võ Văn Ngân có một cái trung tâm điện máy của Nguyên Kim. Rồi xong đi kiếm có một con quán mà có một con voi rất là to ở phía trước. Làm sao anh kiếm ra? Vậy mà anh vẫn kiếm ra. Voi to phía trước là chắc là Thảo Cầm Viên rồi. Đó, anh nãy giờ anh hỏi không ai biết quán nào có một cái con voi pho phía trước, người ta tưởng là voi thật. May quá không bảo vệ kia, ông nói ở đây không có quán nào có con voi to phía trước. Mà có cái quán này nó cũng có hình con voi. Thế mà anh tìm được đến đây luôn. Ừ chứ không, anh cũng gọi điện rồi, anh tính gọi điện. Hèn chi tụi mình ngồi bảo là anh Clement sắp đến rồi. Mà tụi mình đợi cũng phải được thì. Tại vì các bạn này là biết là anh là chỉ cần ấy là anh tìm ra được liền à. Dạ. Nên là các bạn hay tạo những thử thách ban đầu khó cho vui vui để cho khán giả có cái coi vậy đó. Dạ. Nên là anh tới muộn chút xíu thông các bạn thông cảm ha. Dạ, rồi. Và em cũng ngồi thời gian thì tụi em quy ra bằng món ăn. Cộng thêm kinh phí cho tụi em. Rồi, bây giờ là anh chào mừng quý vị các bạn đã đến với chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời.
À, chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng nước mắm Nhĩ Cá Linh Mekong. À, chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời được phát sóng vào lúc 20:25. À, chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời được phát sóng vào lúc 19:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Và kính thưa quý vị các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp lại nhau, và đây là hai khách mời. Đây là hai khách mời của chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời ngày hôm nay, là bạn, đây là Linh Ly, ca sĩ Linh Ly, và đây là ca sĩ Quốc Thiên. Nếu quý vị các bạn đã từng yêu thích các chương trình của Điền Quân thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào không biết bạn Linh Ly là ai. Linh Ly đến với một chương trình đó là Phiên Bản Hoàn Hảo. À, mặc dù Phiên Bản Hoàn Hảo làm có một mùa thôi, nhưng mà bên đã có rất nhiều ca sĩ thành danh và nổi tiếng từ giống như là Linh Ly vậy. Trước khi mà Linh Ly đến với cái chương trình Phiên Bản Nhớ Đời, trước khi mà Linh Ly đến với chương trình Phiên Bản Hoàn Hảo thì em có nhớ là có Orange đúng không? Orange. Cam. Không, cái đó là giọng ca Bất Bại. À, Bất Bại. Còn cái này là Phiên Bản Hoàn Hảo, lúc đó là anh còn nhớ là Mỹ Tâm nè, anh Nguyễn Quang Dũng nè. Với lại cái tập của em là như Phương Thanh đó. Thì hồi nãy là trước khi vào chương trình thì bạn Liên Ly cũng đã làm lại một đoạn để ôn lại. Và kế bên Liên Ly là ca sĩ Quốc Thiên, thì các bạn cũng biết rồi, là cũng là một cái ca sĩ rất là tài năng, từ đã trưởng thành từ cái Việt Nam Idol, cái mùa chính xác mùa thứ mấy thì mình không biết, mùa thứ hai và năm 2008, lúc đó là công ty mình cũng mới vừa khởi nghiệp thôi đó. Quân mùa 2 luôn đấy. Quán quân mùa 2, quán quân của Việt Nam Idol nha, không bình thường đâu. Ngồi chút xíu nữa thế nào mình cũng sẽ có cách, mình yêu cầu Quốc Thiên hát một miếng. Có thể đúng rồi, đúng không? Có thể mở đầu là Liên Ly nhưng mà sau đó kết thúc là Quốc Thiên. Đó, nãy Quốc Thiên bè bè nhẹ nhẹ thôi, chúng ta nghe chúng ta cũng đã thấy phê phê rồi. À, ngày hôm nay rất là vui khi mà chỉ biết là Điền Quân mời game show chung với Liên Ly, chứ không biết được là sẽ được ngồi chung với anh Clement, tại vì Clement là một người mà truyền rất là nhiều cảm hứng trên YouTube, những cái clip của anh cho mọi người, và đặc biệt là cho giới trẻ. Em cũng theo dõi và cũng tò mò xem vài những clip của anh, thì thấy là ngày hôm nay mình vinh dự đến nơi đây khi mà được ngồi chung với anh, tại vì thì nghĩ là những cái game show như này thì chắc chắn hai anh em mình tương tác, hoặc là ít nhất là có một cái bạn MC nào đấy thôi, nhưng mà sao đấy có một người đàn ông mà rất là hot trên YouTube. Ngồi đây chúng ta nên trồng cả tay. Edit nào, mời. Anh cũng không biết là ban tổ chức mời tụi em cách xe nhiêu. Hên xui nhiều khi không đủ tiền trả, chồng này ráng chịu. Từ sau món lần đó. Dạ thì bằng việc lốt là thôi. Việc lốt rồi. Rồi đây trên tay sẽ có một cái phiếu. Đó. Là mình ghi điện số đó. Anh cũng chơi cùng bọn em luôn đúng không? Hả? Anh cũng chơi cùng bọn em đúng. Anh chơi cùng luôn. Okay. Thầy danh dự anh không hề biết. Dạ vâng. Trời, nếu anh biết thì nói gì nữa. Hôm nay bây giờ anh nói anh biết hả Linh Ly? Không, anh không hề biết. Nguyên tắc là anh không hề biết và anh đã bị trả rất nhiều chầu. Trên đây có 3 cây bút. Đó, các bạn chọn màu nào nha. Trong đây có một cái màu. Chọn màu xanh nhỉ. Ủa, lại màu đen. Linh Ly màu đỏ. Dạ, cái màu đen. 90% là mỗi lần anh cầm màu đen là anh thua đấy. Nhưng mà riêng sáng nay là anh cầm màu đen anh không thua. Thế thì thôi anh đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng áp lực quá anh nhá. Rồi nhất trí. Linh Ly dễ thương quá à, đúng không quý vị khán giả? Trời ơi, dễ thương duyên dáng, trời ơi. Rồi thôi bây giờ em mới bảo là hôm nay trên sóng truyền hình em sẽ giao duyên cho Linh Ly, rằng là những chàng trai nào đang cô đơn, đang muốn kiếm người yêu lý tưởng, thì đây Linh Ly là một người yêu rất lý tưởng, rất xinh đẹp, rất thông minh, duyên dáng, tài, lắc cái tài năng. Đấy, anh đã giao rồi, em phải làm sao anh đi? Cái phong cách của anh. Cảm ơn anh ạ. Đấy, mọi người nhớ nha, lưu ý. Linh Ly là một người rất là lý tưởng. Em đi đâu cũng bị giao bán luôn đấy. Em ơi, đi đâu bị giao bán? Em thề với anh, vâng, anh Trường Giang, đi, em đi theo anh cũng giao bán em với mọi người. Cho nên là... Tại vì người ta thấy phí, tại vì biết sao không? Nhan sắc em là của mọi người rồi. Em cứ vậy thì em sẽ ấy. Em đừng để cả mọi người, chỉ của một người thôi. Duyên nó sẽ tự tới. Mình sẽ ngồi im chờ. Thì đây chính là cái duyên này. Đấy, mình cứ bắn cái duyên đi đã. Bắt đầu nó tìm đến em. Hôm nay chúng ta đang nói về bữa ăn, chứ không phải là nói về tình yêu. Thì bây giờ thì em đang rất là mong chờ xem là món ăn trông như rồi. Thế nào. Bây giờ thì chắc là mình cùng hướng về màn hình đi ha. Okay. Để mình xem những các đoạn video ngắn giới thiệu
các món ăn trong thực đơn ngày hôm nay. Rồi, xin mời ban tổ chức. Có khẩu K47 chuẩn xác nhất theo bản mẫu quy định của nhà hàng về độ tươi ngon của rau củ thì mới được lựa chọn với nhau. Và không thể thiếu đậu đũa trong vườn nhà bà ngoại, mà mỗi năm bà ngoại chỉ hái một lần vào mùa cuối đông. Quá. Cái thảo được tổ dĩa, mỗi cây chỉ có đúng một trái và cà chua bi không chua tại vườn nhà bà nội. Chặt tất cả vào gói đá siêu to được nhập về từ Thái Lan. Đây phải cần một anh đầu bếp cơ bắp cuồn cuộn ở đây để cho bà khía đủ ba khía với thiên độ ở đây và riêng biệt. Rồi, đã xong. Đây là nem. Rồi, sớt. Sớt đi, bốc máy nó sớt luôn đi. Rồi. Ồ. Anh đó. Không, cái màu bút là nhớ rồi. Rồi, ok em thu đi. Đã hết thời gian cho em thu bài. Đây đã bán đây. Thiên hay quá Thiên ơi. Sao vậy? Thiên đúng tới trong 6 6 món ơi. Thiên đoán trúng tới 3 món. Chính xác. Ôi Thiên, anh Thiên đoán đúng nhiều quá. Đây. Ô, cá lóc dài à? Cá lóc hơi thật thấp, hơi ít. Trời ơi. À, cá lóc thì là một cái là món. Em trúng có một món. Trúng có một món hả? Anh trời trúng, ơi. Anh trúng 2 món. Em ơi. Không có ai trúng món cá lóc cà ri xanh hết. Cá lóc giống cá lóc đúng nè. Cá lóc là gần đúng em thôi. Em xài được cà ri xanh em đúng nè. Ô, cà ri xanh em bao nhiêu vậy? Trăm sáu. Rồi nhớ liền. Đưa giùm đồ nhớ. Có phải nhớ hả? Phải nhớ chứ, có ai đúng mình nhớ. Vậy là sao em phải nhớ vậy? Thì anh nhớ của em á. Tức là cái này là em gần đúng nhất nè. Vâng. Đó. Là em gần những, đúng thôi. Những cái dấu stick như vậy là gần đúng nhất. À vâng. Thì cái cách để mình đoán luôn là mình nhớ luôn cái đáp án của thế bên kia. Đây. Của anh này. Thôi em nhớ rồi. Chỉ nhớ là cà ri xanh với gà là dưới 200 ngàn. Ok rồi. Rồi, và bây giờ như vậy thì ở cái vòng 1, vòng nháp này, cái vòng 1 này thì Thiên đã chiến thắng và như vậy thì Thiên được nhận được một đáp án. Quên bả rồi. Ủa đây là bao nhiêu anh? Sao lại ghi như này? 100. 100. 100 nghìn. Anh 100 đúng không? Để em nhớ nữa. Đó, ở đó là em có được giá chính xác của một món đó. Đây. Món gì vậy? Có thể tiết lộ được không? Quên bà. Em quên rồi, em đánh thì em quên rồi. Thấy chưa, đâu có dễ nhớ đúng không? Đâu để xem cho nào. Để thước cho nào. Cho anh em không xem, nhớ đúng cho không? Cho em xem, để cho anh lên em chạy đi. Hãy đứng chơi gặp bộ. À, nhưng mà như thế thì có gọi là chơi dơ không nhỉ? Anh cho em xem thì phải cảm ơn anh. Anh thích nghe nói cảm ơn thế à? Cảm ơn anh đi. Em không ơn. Nhưng em biết rồi. Là gì? Thật ra thì cái đấy anh cũng biết mà. Sao? Cái thông tin đấy. Anh đâu biết. Ý là cái thông tin đấy nó cũng giống như là những cái mình đã xem. Cái đoán gần đúng thôi ạ. À. Em đúng đoán đúng cái giá. Chỉ là không quan trọng là món nào á. Chỉ là cái Món gì thôi. Không cần nói gì, không cần nói số tiền. Chỉ là nỗi nhớ. Món của em. Món của em. Anh biết món của em đoán đúng là món gì không? À, cái món cà ri xanh. Sai. À, cá lóc. Đúng. Vâng. Em mà tiết lộ lại. Rồi, cá lóc rồi. Anh biết luôn, món đó 240. Em đoán 235. Đấy là anh đoán, nhưng thực tế thì chưa chắc. Chưa chắc thì thôi bỏ đi. Rồi, anh Kiều. Rồi. Rồi nào, bây giờ chúng ta sẽ bước sang vòng thứ hai. Đó, và đây là cái vòng quyết định ai sẽ là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Ai sẽ là chủ sĩ. À, quyết định là ở vòng này ạ. Ừ, đúng rồi. Là rồi. Bây giờ mình phải đoán đúng. Và bây giờ là mình phải đoán chính xác. Và chúng ta sẽ thử từng món một, xong sau đó chúng ta đánh giá lại.
rồi chúng ta chốt lại cái bản giá của từng món, sau đó là tổng cái bill lại. Với là vòng 1 á, với là vòng 1 đúng không ạ? Không, vòng 1 không á. Vòng 1 là vừa rồi đó, để dành cái quyền được biết giá một món đó. Okay. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta xin mời món thứ nhất. Nấm chiên sốt hải sản đúng không? Rồi. Ủa, anh là người nổi tiếng trên TV đúng không? Tụi em vừa thấy anh trên TV đúng không? Còn giống không ạ? Còn giống không ạ? Giống anh ạ. Rồi đây, để vô giữa chị trong. Là... Chiên à, giòn đặc biệt. Còn đây sốt hải sản đặc biệt do chính tay em làm. Do chính tay đầu bếp nổi tiếng của Trang làm. Là anh đúng không? Anh thì đúng không? Ở đây rất khiêm tốn. Đây ạ, xin mời mọi người chiêm ngưỡng ạ. Rồi, ô. Chụp một tấm hình được không? Rồi anh còn có thể bế lên tiền nữa không? Rồi. Rồi em giới thiệu đi. Dạ đây là món chiên nấm chiên đặc biệt của Trang, tức là sử dụng nấm. Nãy mọi người đã xem ghi hình rồi đúng không ạ? Tức là mình sẽ sử dụng nấm áo bột chiên giòn dùng. Còn đây là sốt đặc biệt kèm với cả hải sản tôm mực. Dạ. Khi mà mình ăn thì mình sẽ gắp nấm ăn kèm với cả sốt và hải sản. Bây giờ được ăn hả? Dạ. Ủa nhanh vậy? Được ăn luôn ạ. Anh ấy đang mải chụp hình mọi người ạ. Anh cũng mải chụp hình để check in. Anh kêu là em thò tay mà em giả vờ bốc một cái. Anh là có cái là rất là yêu đất nước Việt Nam mình, bất kỳ đâu anh cũng muốn kiểu review kiểu. Nhưng mà anh ấy đang nói, đang giới thiệu bây giờ anh giới thiệu. Anh nhìn bên này, anh nghe bên này. Thế là anh đang làm em bị phân tâm đúng không? Thì đấy là cái chiêu của anh mà. À wow. Rồi đây là bây giờ là cái món thứ nhất đúng không? Vâng. Nấm chiên sốt hải sản rồi. Thôi Liên Ly làm trước đi. À, dạ. Đi bắt đầu đi. Chị Liên Ly bỏ tay vào trước. Bật tay đấy, tầm tầm này ạ anh. Đấy, đấy, em đấy, đấy. Đây nó hơi mất vệ sinh không ạ? Không, lấy đũa gắp đi. Ừ. Đũa gắp vào đây. Thế mà em cầm tay vào đi. Xin lỗi. Ai đưa cái lộn. Nào 1, 2, 3. Rồi. Đấy, đó. À, góc trượt. Góc trượt. Góc trượt. Rồi bây giờ mình gắp cái nấm đúng không? Xong mình chấm vào trong cái chén nước sốt. Mình kẹp phần con tôm vào. Đúng rồi, em làm trước đi. Dạ đây ạ. Em cầm nấm đây này. Đúng rồi. Cầm nấm này. Đúng rồi. Sau đó chấm vào đây này. Đúng rồi. Chấm và kèm theo cái này luôn này. Đúng rồi. Đó. Đây như thế này phải không ạ? Đúng rồi. Mọi người ơi. Dạ. Em đã gắp được rồi này. Ăn đẹp nha. Anh nhìn em ăn đi, anh đừng nhìn điện thoại anh nữa quay được không? Không? À được ạ. Ok, đợi chút nha. Em bắt đầu ăn nhé. Ok, 1, 2, 3. Ôi dồi ôi. Có hình đẹp quá. Thơm. Thơm lắm mọi người ạ. Cay không, cay không? Anh thấy em có vẻ bị cay á. Không. Không à. Một chút, hơi the the. Ừ. Nhưng em cảm nhận được độ chua. Độ hơi ngọt và độ thơm của hải sản. Bên cạnh đấy bên cạnh là mùi hương nồng của nấm. Em có cảm giác em đang ở bên Thái luôn đấy. Wow. Người Thái Lan các cái món ăn của Thái là đặc biệt là rất nhiều màu sắc giống như này mình nhìn thấy ha. Càng ăn em lại càng ngửi đấy. Mùi ớt. À quên không phải ngửi. Em lại càng cảm nhận được cái vị của nấm nữa cả. À vậy hả? Vâng ạ, anh thử đi. Rồi ok. Anh thử đi ạ. Ơ sao như kiểu em đang làm chủ, em mời hai người ăn để đắp. Đúng rồi, em làm chủ mà. Có cái gì đắp được cái này vào trong không? Gấp con tôm luôn. Gấp từng cái một cũng được. Còn để cho em nhường suất ăn của em cho Linh Ly. Và anh với Cơ Lơ Mẹ. À em đã hiểu được rồi. Ủa anh nè, ăn với một cái lá như húng lủi á. Hay là mình gọi là min đó bạc hà. Cái bột chiên giòn cũng ngon quá. Cái bột đây, ngon, bột rồi, ngon. Ăn vừa giòn mà lại rất thơm. Nấm không dai. Nấm này nấm gì á anh đâu bếp? Nấm kim châm hả? Nấm bạch tuyết ạ. À nấm này nó gọi nấm bạch tuyết. Nhìn nó hơi giống nấm kim châm đúng không? Đúng rồi, nhưng mà em nghĩ là cái nấm kim châm nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cái này nhìn hơi giống nấm kim châm nhưng mà bảo lại. Đây là anh ấy. Đây là nấm bạch tuyết. Cho vào cái bột chiên phồng, chiên xù. Chiên phồng, chiên xù là nước xù. Nhưng mà thơm quá. Nghĩ thế nhưng mà nó rất là ngon. Không, cái nước sốt, tất cả các loại nước sốt, nước mắm của. Ôi trời ơi đây nè. Chết. Wow, chấm gì đó, chấm.
thấy thì tưởng cay mà không có cay lắm, vẫn vẫn ăn được, vẫn ăn được. Cái này đậm đà lắm, đậm vị lắm. Thế tôi càng ăn em lại càng mê. Đó, như vậy thì giá trị của món này là như bao nhiêu tiền? Thôi vậy mà chưa nghĩ ra. Con sợ lộ kết quả nó đã được biết. Thì anh thôi à. Viết xong mình úp xuống, ai nhìn đâu mà. Chiên sốt hải sản. Hồi nãy như không ai trúng món này, như hình như là Thiên đúng món này, gần đúng món này đấy. Đúng rồi, có người đúng đấy. Đúng. Đoán là cái này của anh bao nhiêu? Đoán 302. Nhầm rồi. Món cao nhất của em là 235.000. Là em đã đoán đúng món đó. Em rất là giỏi. Và em xin phép đoán món này là em sẽ tự nhiên không nói cho mọi người nghe nữa. Em nghĩ là mọi người đã thấy rồi. Em không ghi nữa, em mới không. Ok, next. Rồi bây giờ mời nhà bếp cho tiếp món thứ hai nào, món tiếp theo. Rồi, đây là món thứ hai. Ồ, trời ơi. Đây, tôi xin phép để cho mọi người chiêm ngưỡng ạ. Đấy, gọi đu đủ ba khía kìa, món ruột của Quốc Thiên kìa. Đấy, Thiên. Sao cái này không Thiên chứ? Vâng, ăn đi. Cái này không phải hải sản. Anh Thiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe đôi lời từ anh đầu bếp lại nhé. Nào, đây là gỏi đu đủ của Thái Lan, món truyền thống của Thái Lan. Còn như mọi người cũng đã biết rồi, ba khía này không phải bò ở miền Tây mà bò ở miền Nam Thái Lan về đấy. Dạ. Kết hợp với cả vị chua cay mặn ngọt mắm của Thái Lan cũng được nhập từ Thái về. À. Dạ. Nhưng mà nhìn có ba khía khác hẳn ha. Ủa nhưng ba khía này từ Thái Lan và... Dạ, từ Thái Lan bò về đấy. Bò về thật luôn hả? Bò đường biển luôn. Ê, không bò đường hàng không. Hàng không. Dạ. À, tức là mình sử dụng gia vị và nguyên liệu của Thái Lan. Dạ. Nhưng không. Mà con này là ở Việt Nam. Bò bằng đường bộ từ Thái Lan về Việt Nam. Rồi ạ. Dạ, xin mời mọi người. Dạ, nhưng cho em hỏi là nó có cay không, làm không ạ? Dạ, món này cay ạ. Đặc trưng của nó là cay. Là rất cay phải không ạ? Vâng. Ok, em sẽ gắp một tí tí thôi. Dạ. Không biết cả không? Thật khó hả? Ba kia. Có cơm đó. Có rất nhiều người bạn của em có biết là ba kia. Không nào. Không, em mà thấy là mồm ăn lắm. Dạ, từ cho em bỏ một tao nhai đi. Ôi, đủ giòn quá sao. Nào. Nào, mấy cái chén lên làm lại. Đủ ve đi giòn. Một hơi cay một tí. Em ổn không? Em ổn không? Anh ăn luôn cả miếng ớt à. Em ăn cay giòn quá. Vậy mới đã. Trời. Thôi. Gỏi đu đủ ngon quá ta. Ngon. Em chỉ là hơi cay một tí thôi nhưng không sao. Nè đu đủ nè, có đậu đũa nè, có cà rốt nè. Rồi có luôn cái lá húng lủi nè, hay gọi là mint. Chắc chắn nó sao. Này nào. Ngấm gia vị rất là tốt nhá. Ừ. Thấy đủ vị luôn á, nó hơi mặn mặn. Nó vị của nó đã mặn sẵn rồi. Ừ. Em thấy ngon nhỉ. Có ớt nè. Ăn rất là dễ, rất cái vị rất là dễ ăn luôn. Cái gỏi đu đủ ba khía là một trong những món đặc sản của Thái đó. Vâng. Đúng không? Khỏi. Năm sáu nhỉ. Thiên đừng có lo nha, nếu mà mình không có mang theo tiền thì mình lát mình có thể không cầm không có thẻ cũng có thể cầm nhẫn, cầm đồng hồ gì được. Em có đeo gì lên người không? Em chỉ có hơn sắc em phải đánh giá. Thì có chiếc nhẫn kìa. Nhẫn này. Nhẫn này không đáng tiền. Đôi giày này, một quần áo này. Không đáng tiền hả? Ồ. Bản thân em là người đáng giá nhất. Cái điện thoại kìa. Người có thể cầm em có thể cầm. Ủa sao em không đeo nhẫn ở ngón út mà em nhẫn ngón giữa vậy? À đeo phong thủy em. Phong thủy hả? Em định đeo món này. Em tháo ra anh xem nữa. Xem cái nhẫn coi. Ồ nhẫn đẹp quá ta. Ừ, ai đơn giản mà đẹp ghê. Ai như 110 ạ? Tại vì này anh nhìn ôi đeo tay anh vừa dễ sợ luôn nè. Sao lại đeo nhóm đấy?
Nè anh nhìn ngò tay em. Ừ. Nó gầy đúng không? Nó bị cái này. Ờ đúng rồi đúng rồi. Nó bị cái eo ở dưới. Dạ. Còn cái tay anh thì cái không. Sao tay thì tay mút rồi. Rồi. Đeo cái gì cũng được hết. Em còn đeo gì nữa trên người nữa không? Chỉ đeo đúng cái nhẫn à. Trời ơi vậy lát nữa không đủ tiền trả cái gì? Hả? Dạ. Linh Ly đoán xong rồi, 119 anh sẽ theo Linh Ly. Anh hãy làm thế đi. Anh sẽ làm thế. Tại vì em nhớ mang máng là hình như có ai là trong người hay là xong 20 ấy nhở. Anh đang anh còn thấy cay đó là anh hiểu là hai bà là Linh Ly chịu không nổi là đúng rồi đó. Nhưng mà tại anh ăn ớt luôn nè anh ăn. Thôi em không cần, em xong được. Đã. À thôi không sao đâu. Hết. Không cay cay thì mới sướng. Cay tức là nó qua cái cơn cay là nó lại vào được rồi đấy. Nãy cái món kia hấp dẫn quá, không ráp vô. Trời ơi. Mới ăn xong cái món gỏi rượu ba khía rồi, ngon go, vô cùng luôn. Dạ, đến đây thì chắc là hôm nay xin gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả nha. Đây một số hình ảnh hậu trường của chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Quý vị các bạn đón xem tập full Bữa Ngon Nhớ Đời sẽ phát sóng trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV7 vào lúc 19:30 tối Chủ nhật hàng tuần kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2021. Và đây là Linh Ly và bên kia là bạn Quốc Thiên, hai ca sĩ rất là dễ thương và rất là vui tính. Hôm nay chương trình này chắc chắn thứ hạng sẽ rất là vui. Xin chào tạm biệt khán giả.